cái đi công tác nó yên tâm. Dạ đúng rồi ạ. Ở nhà bố mẹ có cái này là con cái yên tâm. Dạ. Trong công tác. Dạ. Con cái. Con có thể xin chú một cái chia sẻ về cái cảm xúc của chú khi nhận được món quà của chị Hồng được không ạ chú? Được. Dạ vâng, à, con mời chú ạ. À, thế là món quà của con gái tôi. Dạ. Tặng vợ chồng tôi về tuổi già. Dạ. Giờ là xương cốt bây giờ là nó kém. Dạ. Thế là con gái nó gửi cho cái máy massage về cho mừng cho bố mẹ, để bố mẹ dùng để cho nó khoan khoái con người. Dạ. Nó khỏe, sức khỏe con người lên. Dạ vâng. Thì, tôi cũng trước mắt là cảm ơn coi như các cu di. Vâng. Để cho chúng tôi được dùng máy này cho sức khỏe con người, nó khỏe khoắn con người. Dạ. Con cái đi công tác nó yên tâm. Dạ đúng rồi ạ. Ở nhà bố mẹ có cái này là con cái yên tâm. Dạ. Trong công tác dạ. Con cái. Dạ vâng. Cảm ơn con cái chúng tôi quan tâm đến vợ chồng tôi. Dạ. Cả đến công ty cũng là dùng cái này để cho mọi người tuổi già chúng tôi. Dạ. Tôi xin cảm ơn. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Tôi cũng cảm ơn trong công ty về những cái ngày xuân mới đem món dạ. quà đến cho gia đình chúng tôi. Dạ vâng. Cảm ơn công ty cũng là cái mừng cho các con các cháu chúng tôi dạ. quan tâm đến cha mẹ. Để chúng tôi không biết nói gì nữa. Dạ. Con gái đã có quan tâm cho bố mẹ, cha già, mẹ già. Chúng tôi cũng rất phấn khởi như mọi người đều có con được quan tâm đến cha mẹ về vâng. tuổi già. Vâng. Tôi được sướng nhất. Vâng, cái giây phút này rất hạnh phúc khi nhận quà của con cái chú nhé. Vâng. Quá hạnh phúc luôn. Chúng cháu cũng cảm thấy rất là vui lây và hạnh phúc lây cho cái niềm vui của cô chú đấy ạ. Vâng. Tương lai của cha mẹ sinh ra con cái, con cái đã quan tâm đến cha mẹ về tuổi già, cho nên là tôi cũng muốn mọi người như vợ chồng tôi, con cái đều quan tâm đến cha mẹ. Dạ vâng. Như chúng tôi. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả. Rồi cho vợ chồng chúng tôi cái món quà này. Dạ vâng. Vợ chồng tôi rất sung sướng. Dạ vâng. Niềm tin hạnh phúc trước mắt cho gia đình, trước mắt cho các con quan tâm đến cha mẹ. Dạ vâng ạ. Cha mẹ cũng là niềm vui cho các con cũng là niềm vui cho cha mẹ. Dạ vâng. Vâng, quá hạnh phúc luôn không chú? Cái giây phút này rất là hạnh phúc khi nhận được quà của các chị ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú rất là nhiều.